Để mà giải quyết cái việc đấy ấy, thì tôi lại chia sẻ với các bạn một cái như thế này này. Có rất nhiều anh em ở trong miền Nam ấy, một số bác chăn nuôi trong miền Nam hoặc là miền Bắc ấy, các bác bảo là Xuân Trịnh em ấy là tôi lúc đầu tôi xem ông Mystic lắm nhưng bây giờ ông Toàn có đăng những cái linh tinh, tôi sẽ chặn Facebook của ông. Cảm ơn tất cả các anh đã chặn Facebook của em, chưa? Nhưng mà cảm ơn các anh đã yêu quý Xuân Trịnh này trong thời gian bao nhiêu năm qua, đã xem livestream của tôi, xem kỹ thuật của tôi. Nhưng mà xin khuyến cáo bạn bè của tôi ở trên profile 5.000 nó đã đầy rồi. Bây giờ vài hôm nữa tôi sẽ lọc tất cả những anh em nào ít tương tác với tôi. Ví dụ ấy, mấy bác chăn nuôi ấy, hay mấy bác đại lý mà bạn của em ấy, xem video của em xong nhá, xem video của em xong ấy mà không comment lại ấy, không like hay không thích hay không có ý kiến gì ấy, thì tự nhiên sẽ làm cho các bác sẽ làm như này. Khi các bác xem video em, các bác không comment lại, không bình luận lại thì em thấy các bác không tương tác với em, thì em sẽ lọc các bác ra để các bác không thể kết bạn với em nữa. Và các bác cũng chẳng cần phải vào dòng thời gian vào tường của em để làm gì cả. Tại vì các bác xem video của em thì các bác phải có ý kiến gì chứ, mình là người nhận giá trị thì mình phải like hoặc là chửi bới hoặc là quát nạt, mình phải nói đi. Bây giờ xem xong chẳng nói gì cả, thế xong là một vài hôm thì nhắn tin cho em mà tôi sẽ chặn Facebook ông. Các bác không cần chặn mà tôi sẽ chặn, tại vì các bác con này có tương tác với tôi.